Gần nửa thế kỷ nay, Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống Nhất và trục đường Lê Duẩn phía trước, luôn là thỏi nam châm đặc biệt, thu hút khách bốn phương tới tham quan thành phố. Hầu như vào bất kỳ thời điểm nào, những chiếc ghế ngồi công cộng, những vỉa hè ở đây cũng hiếm khi được nghỉ ngơi. Người ta đổ về đây để được ngắm một thành phố Hồ Chí Minh rất khác so với vẻ hối hả, náo nhiệt của một thành phố không ngủ. Đặc biệt, đây sẽ là tâm điểm của cả nước trong dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước năm nay. Địa danh này gắn liền với những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi một số hình ảnh trong ký ức của những chứng nhân lịch sử trong chuyên mục Thành phố chuyển động. Ông từng là chủ tịch của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước năm 1975, từng đứng ra tổ chức rất nhiều cuộc đấu tranh sinh viên và cũng đã có mặt tại dinh từ rất sớm vào ngày 30 tháng 4. Đó chính là kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái. Xin kính chào kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái ạ. Chào Trung Dũng và khán giả truyền hình. Đúng 11:30 trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự toàn thắng của kháng chiến chống Mỹ, Bắc Nam sum họp một nhà. Kể từ đó, tòa dinh này đã trở thành một phần ký ức thiêng liêng của đất nước và là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách trong và ngoài nước đến với thành phố Hồ Chí Minh. Với cái Dinh Độc Lập trước đây và hiện nay là Hội trường Thống Nhất, đây là một công trình bảo tồn kiến trúc di tích lịch sử cấp đặc biệt của quốc gia. Vì 11:30 ngày 30 tháng 4 là cắm cờ giải phóng và hoàn thành cái nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày hôm đó thì ông cũng đã có mặt từ rất sớm. Vậy thì ông đã đến như thế nào và ông cũng đã tham gia vào các hoạt động ở đây như thế nào ạ? Chúng tôi là trong cái bộ phận sinh viên tổ chức cái nổi dậy ở Nội Thành. Yeah. Thì ngày đó khi ông Dương Văn Minh hồi 9 giờ ông đọc cái bản là ông muốn bàn giao chính quyền cho phía cách mạng, thì chúng tôi đã chạy vô trong dinh vì có những người quen thân bạn bè trong đó hết. Và cái chính là vô để đi thuyết phục nội các Dương Văn Minh vừa đầu hàng vừa bàn giao sớm chính quyền. Thành có mặt đó là gần như 2 giờ trước khi mà xe tăng đi vào. Riêng trong chiến dịch Hồ Chí Minh thì trước đó chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho công việc tiếp quản. Và cái nhiệm vụ tiếp quản là ở miền Nam chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm. Trên đường ông tới thì ông có cảm nhận được cuộc sống của người dân Sài Gòn lúc đó trong cái thời khắc lịch sử đó như thế nào ạ? Và cảm xúc của ông như thế nào ạ? Cái sáng sớm ngày 30 tháng 4 thì người Mỹ rời tòa đại sứ Mỹ, cái chuyến trực thăng cuối cùng nó đi ra rồi đó. Thì đến 8-9 giờ trở đi và nghe quân giải phóng vào thì đường phố vắng, nhà nhà đều đóng cửa hết. Và người ta lấp ló để nhìn ra bên ngoài để coi diễn tiến nó như thế nào. Nhưng mà đặc biệt là khi mà có quân giải phóng mà kéo cờ lên Dinh Độc Lập và khi chúng tôi nói trên đài phát thanh thì mọi người đều úa ra đường hết vì thấy là yên lòng rồi. Dinh Độc Lập thì cái hành động đầu hàng của chính phủ ông Dương Văn Minh nó biểu thị một cái thái độ bất lực của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trong cái phút cuối của cuộc chiến tranh, nhưng mà đồng thời nó cũng đã mà có một cái ý nghĩa đã góp phần kết thúc cuộc chiến một cách nó hoàn hảo hơn. Và do đó ngay khi nói chuyện
với chính quyền, cái chính phủ của ông Dương Văn Minh tại Dinh Độc Lập, thì ông Trần Văn Trà là tư lệnh miền đã nói là trong chúng ta không có kẻ thắng người thua, chỉ có dân tộc Việt Nam thắng đế quốc Mỹ. Hiện nay thì ông cũng đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và chắc chắn là cũng rất nhiều lần đi ngang qua lại Dinh. Vậy thì ông có thường hay nghĩ đến cái cảm xúc của 40 năm trước hay không ạ? Và lúc đó thì ông cảm thấy như thế nào? Trước 75 thì thật ra chúng tôi cũng đi ngang đi lại Dinh Thống Nhất nhiều lần rồi. Yeah. Nhưng mà hồi đó mình ghét vì xung quanh thấy là dây kẽm gai nó đầy, vì hồi đó là Nguyễn Văn Thiệu sợ đảo chính thì gần như là nó cô lập hẳn một cái khu đó, không cho đi qua lại. Nhưng mà sau 30/4 thì đúng là mình sinh hoạt, mình vô ra đó bình thường như là quần chúng bình thường thì thấy rất là ngủi. Yeah. Và càng ngày càng phát hiện ra cái Dinh nó có những nét đẹp kiến trúc. Yeah. Thì anh em lại đều thích. Yeah. Và coi rất là quý trọng. Yeah. Ở đây đó thì rất nhiều đoàn khách, không chỉ khách trong nước mà nhiều đoàn khách quốc tế khi đến Việt Nam, khi đến thành phố Hồ Chí Minh là đều có cái nguyện vọng đến thăm cái di tích này. Đến bây giờ thì không phải chỉ là người dân có thể ra vào, du khách nước ngoài đến để tham quan. Chắc là đây là tín hiệu cũng rất là mừng đối với ông đúng không ạ? Đáng lẽ mình còn khai thác được nhiều cái tốt hơn. Ví dụ như bây giờ tổ chức sự kiện lớn quốc tế này, rồi biến thành một cái bảo tàng sống thật mà từ thời Pháp cho tới thời sau này. Thì bây giờ ví dụ có những cái phòng ở trong Dinh Thống Nhất mà làm những cái mô hình hay là những cái hình nộm đó là của ông Toàn Quyền Đông Dương hay là như thì mình cũng thích thú. Coi cái Tây nó thế kỷ 19 nó qua Việt Nam nó như thế nào. Rồi sau này đến đời Ngô Đình Diệm, rồi đến đời Nguyễn Văn Thiệu, rồi đến sau cách mạng thì nó có những cái biến chuyển lịch sử cả miền Nam. Mà Dinh Thống Nhất có thể làm cái vai trò đó. Là trục chính dẫn thẳng vào khuôn viên Dinh Độc Lập, đường Lê Duẩn là trục đường có cảnh quan đặc biệt nhất trong toàn thành phố. Không chỉ bị bao bọc bởi hàng loạt các công viên cây cổ thụ nổi tiếng nhất thành phố như công viên 30 tháng 4, sở thú, tao đàn, mà còn là con đường tiêu biểu cho sự hòa trộn tinh tế giữa nét cổ kính và hiện đại của đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xen lẫn giữa các cao ốc chọc trời là hàng loạt kiến trúc Pháp đầu thế kỷ 20 với nét bề thế lộng lẫy và hoa lệ ít đâu bì kịp. Câu hỏi cuối cùng có lẽ liên quan đến tương lai. Chúng ta nói chuyện nhiều nãy giờ về quá khứ rồi. Trong tương lai thì thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn vẫn còn có những kế hoạch, những cái quy hoạch để phát triển đô thị. Và theo quan điểm của bác thì đối với Dinh Thống Nhất chúng ta nên có một cái quy hoạch như thế nào? Cái Dinh Thống Nhất thì bây giờ nó đang nằm trong một cái tổng thể, cái lõi trung tâm của thành phố. Chúng ta phải có một cái phương án tổ chức không gian kiểu mới và để tận dụng tối đa những cái hai bên trục đường ngay Lê Duẩn cũng phải những công trình nào mới phù hợp, cũng như cái công viên trước Dinh Thống Nhất có thể làm đẹp hơn và hấp dẫn hơn. Ý kiến vừa rồi và thật là hy vọng rằng trong tương lai sẽ được thực hiện và biến Dinh Thống Nhất ngày càng có giá trị hơn nữa. Vâng, rất cảm ơn ông đã đến cùng với chương trình và để chia sẻ với tất cả khán giả của thành phố hôm nay những cái câu chuyện rất là thú vị cũng như rất là ý nghĩa. Thứ nhất là về những trải nghiệm của ông cũng như là ý nghĩa về dinh thự rất là quan trọng này của thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc cho ông thật là nhiều sức khỏe cũng như là luôn luôn thấy vui vẻ cùng với cuộc sống của mình và công việc của mình ạ. Cảm ơn Trung Dũng và khán giả truyền hình.